Hai, nếu khí lạnh nhiều thì ở trong mộng sẽ thấy nước hoặc mộng thấy màu trắng. Ba, nếu khí gió nhiều thì ở trong mộng sẽ thấy bay hoặc mộng thấy màu đen, đó là hiện tượng sinh lý. Bốn, lại mộng thấy sự việc, nhiều khi do suy nghĩ nhớ tưởng, do đó ngày nghĩ việc gì thì đêm nằm mộng thấy. Năm, hoặc dự cảm mộng muốn khiến cho biết việc tương lai, do đó dự điểm cảm ứng. Năm thứ mộng này đều không sự thật mà là vọng kiến. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, biết tất cả thế gian đều giống như mộng, vì chẳng có thay đổi, vì tự tánh như mộng, vì chấp trước như mộng, vì tánh lìa như mộng, vì bổn tánh như mộng, vì sở hiện như mộng, vì vô sai biệt như mộng, vì tưởng phân biệt như mộng, vì giác thời như mộng. Đại Bồ Tát cũng tình hình như vậy, biết tất cả thế gian đều giống như mộng, do đó nhân sinh nhất trường mộng, nhân tử mộng nhất trường, mộng lý thân vinh quý, mộng tỉnh tại cùng hương, chiều chiều thị tắc mộng, bất giác mộng hoàn lương, mộng trung nhược bất tỉnh, uổng tác mộng nhất trường. Nghĩa là đời người một giấc mộng, chết đi mộng một giấc, trong mộng thấy giàu sang, tỉnh mộng vẫn nghèo sơ, ngày ngày đang nằm mộng, không biết đó là mộng. Trong mộng nếu không tỉnh, uổng thay một giấc mộng. Vì mộng chẳng có biến đổi, chẳng có tự tánh, do hư vọng mà sinh, do hư vọng mà diệt. Nếu chấp trước mộng tốt, chấp trước mộng không tốt, sẽ sinh ra sự chấp trước. Mộng là lìa khỏi tự tánh, vì bản tánh của mộng là hư vọng. Cho nên trong mộng hiện ra đều không thật tại. Mộng và mộng chẳng có sự phân biệt với nhau. Mộng là do tưởng phân biệt mà có. Đến lúc mộng giác ngộ thì mới biết tất cả là vô thường, là hư vọng. Mộng chẳng giác ngộ, cảm thấy là chân thật. Một con người từ lúc sinh đến lúc chết, một đời hồ đồ chẳng có tỉnh táo. Nếu chẳng phải đang nằm mộng, vậy thì đang làm gì? Người chân chánh minh bạch Phật Pháp thì đắc được đại trí huệ. Lúc đó trong mộng tỉnh dậy, quay đầu nhìn lại, thì con người tại thế gian nhiều khổ quá, khổ khổ não não, tranh tranh não não. Một ngày đến tối, túy sinh mộng tử chẳng biết tu hành, để đến lúc sắp chết thì thật là đáng thương xót. Do đó, biển khổ không bờ, quay đầu là bến. Tôi khuyên các vị lúc còn trẻ khỏe mạnh nên phát tâm tu hành, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Do đó, đừng đợi đến già mới học đạo. Mộ phần đa số người tuổi trẻ. Đó là Như Mộng Nhẫn thứ sáu của Đại Bồ Tát. Đó tức là Pháp Môn Nhẫn thứ sáu của Đại Bồ Tát tu, gọi là Như Mộng Nhẫn. Thứ bảy, Như Vàng Nhẫn. Phật tử, thế nào là Như Vàng Nhẫn của Đại Bồ Tát? Phật tử Đại Bồ Tát này nghe Phật thuyết pháp, quán các pháp tánh, tu học thành tựu đến nơi bờ kia, biết tất cả âm thanh đều giống như vang, không đến không đi, thị hiện như vậy. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào là Như Vàng Nhẫn của Đại Bồ Tát tu? Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này ngài luôn luôn lắng nghe chư Phật diễn nói tất cả các pháp, dùng trí huệ để quan sát pháp tánh của tất cả các pháp, y pháp để tu học thành tựu pháp môn tu hành, đến được niết bàn. Bờ bên kia, Bồ Tát biết hết thảy tất cả âm thanh đều giống như tiếng vang, chẳng đến cũng chẳng đi, đó đều là thị hiện mà thôi. Phật tử Đại Bồ Tát này quán tiếng Như Lai chẳng từ trong ra, chẳng từ ngoài ra, cũng chẳng từ trong ngoài mà ra, chỉ biết tiếng đó chẳng trong chẳng ngoài, chẳng trong ngoài ra, mà có thể thị hiện khéo léo danh từ câu văn thành tựu dễ nói. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này lại có thể quan sát âm thanh của Phật phát ra, chẳng phải từ bên trong phát ra, cũng chẳng phải từ bên ngoài phát ra, cũng chẳng phải ở trung gian trong ngoài phát ra. Tùy Bồ Tát biết rõ âm thanh đó chẳng phải từ bên trong bên ngoài phát ra, nhưng có thể thể hiện khéo léo danh từ câu văn thành tựu để dễ nói tất cả các pháp. Ví như tiếng vang hang động do duyên mà khởi với pháp tánh chẳng có trái nhau, khiến cho các chúng sinh tùy loại đều hiểu mà được tu học. Như phu nhân của trời Đế Thích, con gái của vua Atula tên là Xá Chi, ở trong một tiếng mà vang ra ngàn thứ tiếng, tâm cũng chẳng nghĩ làm ra như vậy. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào cõi không phân biệt, thành tựu thiện xảo tùy loại tiếng, ở trong vô biên thế giới luôn chuyển bánh xe pháp.
ví như hang động chuyển thanh. Tiếng nói trong hang núi sẽ hồi lại, trong hang động lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tích tắc sẽ dội lại tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Đó tức là như vàng ứng tiếng. Cảnh giới này là do nhân duyên mà khởi. Song với pháp tánh bổn lai chẳng trái với nhau, thứ tiếng đó khiến cho tất cả chúng sinh tùy lại đều hiểu được. Dù nói với bất cứ loài chúng sinh nào đang được, đều nghe được, đều hiểu rõ ràng, đều y theo pháp tu hành. Giống như phu nhân của trời Đế Thích, cô ta là con gái của vua Atula tên là Xá Chi. Cô ta ở trong một thứ tiếng phát ra ngàn thứ tiếng, đó là tự nhiên biến hóa ra, chẳng phải do tâm cô ta nghĩ làm ra tiếng ấy. Tóm lại không cần tâm nghĩ mà có thể thành tựu tiếng đó. Nếu dùng tâm để nghĩ thì thành vọng tưởng. Do đó vô tâm là cảm ứng, có tâm là vọng tưởng. Đủ thứ tiếng êm tai của cô Xá Chi khiến cho ai ai cũng đều hoan hỉ thưởng thức. Đại Bồ Tát cũng là như thế, chứng được cảnh giới không thể nghĩ bàn, thành tựu thiện xảo tiếng tùy lại để giáo hóa chúng sinh. Tóm lại, Bồ Tát đến nơi nào giáo hóa chúng sinh thì dùng ngôn ngữ ở địa phương đó để nói pháp, hoặc giáo hóa loại chúng sinh nào thì dùng ngôn ngữ của loài chúng sinh đó để thuyết pháp. Ví như thấy ngựa thì dùng lời nói của ngựa để thuyết pháp, thấy bò thì dùng lời nói bò để thuyết pháp. Bồ Tát ở trong vô biên thế giới thường chuyển bánh xe diệu pháp, không có lúc nào ngừng nghỉ. Bồ Tát này khéo hay quan sát tất cả chúng sinh, dùng tướng lưỡi rộng dài mà vị họ diễn nói, âm thanh đó vô ngại khắp mười phương cõi nước, khiến tùy sở nghi nghe pháp đều khác nhau. Tuy biết tiếng không khởi mà khắp hiện âm thanh, tuy biết vô sở thuyết mà diễn nói các pháp, diệu âm bình đẳng tùy lại đều hiểu được, đều dùng trí huệ mà thấu đạt được. Vị Bồ Tát này, ngài khéo hay quan sát nhân duyên của tất cả chúng sinh mà vì chúng sinh thuyết pháp, dùng tướng lưỡi rộng dài tức là thuyết pháp. Ngài quan sát căn lành nên nói pháp gì thì nói pháp đó. Do đó quán cơ thí giáo, vì người thuyết pháp, Bồ Tát dùng tướng lưỡi rộng dài mà vì chúng sinh diễn nói tất cả diệu pháp, âm thanh đó viên dùng vô ngại khắp cùng mười phương cõi nước chư Phật. Bồ Tát tùy căn cơ mà vì họ nói pháp, chúng sinh đợi diệu pháp này để khai thị. Do đó Bồ Tát một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo lời đều hiểu được. Đó tức là đạo lý ngàn pháp đều khác nhau, ngộ nghĩa lý cũng có sâu có cạn, có nhiều có ít. Đây chẳng phải là tâm Bồ Tát thiên lệch, mà là quan hệ tâm lượng lớn nhỏ của chúng sinh. Chúng sinh tâm lượng lớn thì được nhiều hơn một chút, chúng sinh tâm lượng nhỏ thì ít hơn một chút. Đó là vấn đề tâm lượng lớn nhỏ của chúng sinh, chứ chẳng phải tâm phân biệt của Bồ Tát. Bồ Tát có tư tưởng vô duyên, đại từ, đồng thể, đại bi, một luật bình đẳng, giống nhau, không thể phân biệt xa gần dày mỏng, đều là chúng sinh mà ngài phải độ. Tuy Bồ Tát biết âm thanh chẳng khởi chẳng diệt, nhưng khắp cùng hết thảy thế giới mà hiện hiện ra âm thanh vì chúng sinh thuyết pháp. Tuy Bồ Tát biết vô ngôn thuyết tướng, vô vàn tự tướng, vô tâm duyên tướng, cho dù tâm tưởng niệm cũng không còn, hà huống có thể nói ra. Bổn lai ngôn ngữ tánh không, nói mà không nói. Tuy nhiên biết vô sở thuyết, nhưng vẫn phải đối với tất cả chúng sinh diễn nói tất cả các pháp, khiến cho chúng sinh nghe pháp khải ngộ. Âm thanh vi diệu của Bồ Tát diễn nói pháp môn bình đẳng, chúng sinh tùy theo loài đều hiểu được. Hết thảy chúng sinh đều vận dụng trí huệ mà thấu đạt được đạo lý thật tướng của các pháp. Đó là như vàng nhẫn thứ 7 của Đại Bồ Tát. Đó tức là pháp môn nhẫn thứ 7 của Đại Bồ Tát tu, gọi là như vàng nhẫn.